你看，碰瓷了，是吧？这小子他妈胆子太大，还是真正的干活。Lip ăn dạng dầm xe cảnh sát, người đàn ông nhận cái kết muối mặt. Thấy chiếc xe bắt đầu di chuyển, người đàn ông đã lao ra trước mũi xe để ăn dạ. Tuy nhiên, anh ta lại không để ý rằng đây là xe cảnh sát. Sự việc được camera giám sát ghi lại tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang đứng trong bãi đổ xe. Khi thấy một chiếc ô tô đang di chuyển về phía mình, người này đã lập tức lao đến và nằm ngay trước đầu xe để ăn dạ như thể mình vừa bị xe tông. Chỉ đến khi nhìn thấy một cảnh sát bước xuống, người đàn ông mới để ý đây là xe của cảnh sát. Nhận thấy mình đã mắc sai lầm, người này lập tức đứng dậy và bỏ đi. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đa số người xem đều bật cười trước màn ăn dạ hài hước này. Hải Dân TH